kẻ thảm sát cả nhà em trai bật khóc trước công đường. Clip, bị cáo Nguyễn Văn Đông bật khóc tại tòa. Đúng 8 giờ 45 phút phút, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử vụ thảm án ở Đan Phượng. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Phiên xử trực kín người tham dự. Phần thủ tục phiên tòa nhanh chóng khép lại. Cả khán phòng im phăng phắc cũng là lúc những tiếng sụt sùi, khóc nấc khẽ vang lên khi nghe vị đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng. Ngồi phía dưới, ngoài nỗi đau thể xác vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt và khắp cơ thể, chị Đỗ Thị Hồng NH. Nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ thảm sát ở Đan Phượng không ngừng đưa tay lên lau nước mắt trước nỗi đau đớn tột cùng mất đi người thân. Đứng trước bục khai báo nghe viện kiểm sát công bố cáo trạng, không còn vẻ mặt bình thản như khi vừa được dẫn giải vào phòng xử án, Nguyễn Văn Đông bật khóc nức nở. Có lẽ bản thân bị cáo Nguyễn Văn Đông cũng ghê tởm tội ác tày đình mà y đã gây ra cho gia đình em trai. Giờ đây, bị cáo có hối hận cũng đã muộn màng. Thấy bị cáo quá xúc động, vị chủ tòa cho phép bị cáo được ngồi xuống để trấn tĩnh lại. Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội số 368 CT, VKS, V2 ngày 31 tháng 10 năm 2019, nội dung vụ thảm sát kinh hoàng khiến 5 người thương vong diễn ra tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội ngày 1 tháng 9 vừa qua tái hiện lại như sau. Nguyễn Văn Đông và ông Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1969, là anh em ruột, hưởng di sản từ bố mẹ để lại là hai mảnh đất. Đông và ông Hát đã xây nhà riêng ở cạnh nhau. Năm 2016, ông Hát mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến, là anh ruột của Đông và ông Hát. Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hát đến nhà Đông. Trong cuộc sống hàng ngày, Đông và ông Hát thường có nhiều mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5 mét triệu ngang đất do ông Hát mua của ông Mến về phía cạnh nhà Đông. Khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2019, anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1993, con trai ông Hát, đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình ông Hát sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp hỏi Đông có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không? Đông cho rằng việc này phải do bố, mẹ của anh Hiệp sang nói chuyện chứ không phải anh Hiệp nên Đông đuổi anh Hiệp đi về. Thời điểm này, Đông bực tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Năm, sinh năm 1970, vợ ông Hải, vì hai người đã xúi bẩy ông Hát, làm tình cảm của hai anh em Đông bất hòa. Do đó, Đông nảy sinh ý định giết chết bà Năm và anh Hiệp để trả thù. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2019, Nguyễn Văn Đông hung hãn cầm dao sang nhà ông Hát, cùng chú tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, truy sát cả gia đình người em. Hậu quả khiến 4 người tử vong, chị Đỗ Thị Hồng NH, con dâu ông Hát, may mắn thoát chết, nhưng bị thương tích nặng, tổn hại 56% sức khỏe. Tư Viễn, Hữu Thắng,